Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lăng Rừng Hàng Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Thì hiện tại thì mùa hoa giả hạt cũng đã tới rồi. Trong vườn em thì hôm nay cũng có một số cái giả hạt đang nở hoa rất đẹp đây. Tất cả thì đều là giả hạt bóc rừng của con tôm, thì do em sưu tầm về trồng chăm sóc rất là chu đáo nha mọi người. Và hiện tại thì cây đã tới cái mùa đâm hoa kết trái, nó cũng là giống như là được hưởng cái thành quả mà mình chăm sóc bao lâu nay á. Và hôm nay hoa nở đẹp quá nên là em chia sẻ cho các bác anh chị một số dê để chúng ta về trồng làm giống sưu tầm giả hạt rừng con tôm nhé mọi người. Chỉ cần một cái chậu giả hạt rừng nó nở hoa thôi là coi như là thơm ngát cả khu vườn của mình luôn. Giả hạt rừng tôm rất là thơm nha. Rồi, và trong đây thì em có tổng cộng là 25 dê nhé mọi người, 25 dê. Và mọi người mua thì em sẽ bóc ra em gửi nha, chứ em không gửi nguyên chậu đâu, bởi vì gửi nguyên chậu thì nó dễ gãy dập. Và trong đó thì nó cũng có dính thêm một số cái dê khác em trồng chung nữa. Nên là mọi người mua dê nào thì em sẽ bóc ra dê đó em gửi thôi ha. Rồi, và đây thì hiện tại thì các dê thì giá nó cũng tương đối mềm để cho mọi người dễ sưu tầm. Giá thì từ 250 cho tới 300 ngàn cũng có này, 400, 500, 600 và cao nhất là 700 thôi mọi người ha. Rất phù hợp để các bác anh chị chúng ta sưu tầm lấy một giò giả hạt thật là đẹp về chúng ta chăm nha. Rồi bây giờ em sẽ đi lần lượt từng hình, thì mọi người thích mặt hoa nào thì cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để tiêu đề nha. Rồi, đầu tiên là cái loại 250 dê. Đây mọi người thấy là cái chậu này thì em trồng làm 3 dê nha. Rồi, dê thứ nhất nè, giá là 250. Đây, dê này thì được một mầm gốc nè, với một đống thân già. Và hoa đây. Đây mọi người xem cái mặt hoa nó lưỡi tuyết khá là đẹp nha. Thằng này thì nó cũng gần tan rồi, nên là cái lúc nó mới nở thì bay rất đẹp nha mọi người, và cực kỳ thơm luôn. Rồi, dê số 1 giá là 250 nha. Tiếp theo là em sang dê số 2. Dê số 2 đây. Đó, giá cũng 250 luôn. Mặt hoa đây nha mọi người, đẹp không? Đó, mắt tròn đỏ đậm ha. Cùng với đó là được hai thân tơ, một thân tơ này với thân tơ này nè. Đó, và hai thân tơ đây. Hiện tại thì mầm gốc chưa thấy lên, mà về mọi người chăm ít bữa mầm gốc nó tự lên thôi. Đó, cái dê này thì được hai thân tơ và một đống thân già bên dưới này nhé mọi người. Đó, hai thân tơ đây. Rồi giá số 2 250 nha. Tiếp theo là sang dê số 3. Dê số 3 đây, giá 250. Đó, hoa đang nở nha. Rồi, đẹp không? Có được một cái mầm gốc nè mọi người, mầm gốc tím nè, đó. Rồi, và một loạt thân già nữa. Dê số 3 này giá 250. Dê hạt rừng còn tôm thơm lắm nha. Rồi, tiếp theo là sang hình số 4. Đây, hình số 4 đây. Đó, mắt nè mọi người. Đó, nhìn kiểu mắt ướt nha. Đó, mắt ướt mi nè, tức là nó tràn ra gần tới viên luôn. Đẹp không? Độc nha, hàng cũng độc nha. Dê số 4 giá là 300 ngàn nha mọi người. Dê này, cái đây thì nó có dê đây thôi nha. Thân tơ nè. Rồi, giữa đây có mầm gốc nè, đang lớn nè mọi người. Đó. Rồi, mọi người mua thì em sẽ nhổ ra nha, mọi người lưu ý nha. Rồi, dê số 4 giá 300 ngàn. Mắt đẹp ha. Tiếp theo là sang dê số 5. Dê số 5 là dê này. Đó. Bay nè mọi người, bay vút nè. Cong vút luôn ha. Mắt nè, mũi, trái tim, mắt nhỏ, nhìn như mắt người đẹp không tên vậy. Rồi, mầm gốc đây đang đi nhé mọi người. Mầm gốc đây, còn mấy đây là cái dê khác nha, dê cây khác. Đó, đây mầm gốc đây. Rồi, được một mầm gốc nha, và mấy thân già nữa, rất nhiều thân già. Hàng bóc rừng mà, nhìn thân già nhiều là biết. Rồi, dê số này là dê số 5, giá 300. Theo là em sang dê số 6. Số 6 giá 300 luôn nhé mọi người. Đây, còn được bông hoa nè. Này là lưỡi, phần lưỡi to nè. Cánh cũng gần tàn rồi, chứ cánh lúc mới nở thì cũng bay đẹp lắm. Rất là thơm nha. Rồi, và nguyên dê nó rất cực kỳ lớn luôn mọi người. Mọi người thử xem nè. Mầm gốc nè, đẹp không? Căng đẹp, lá gân nè. Rất nhiều thân già, dê này cực kỳ khỏe nha, về trong làm giống thì khỏi phải nói. Dê số 6 giá 300 ngàn. Tiếp theo là em sang dê số 7. Dê số 7 giá cũng 300 luôn nhé mọi người. 300 dê số 7, đây. Thân già đỏ âu. Hoa nè, bay không? Ồ, cái khuôn rất đẹp nha, khuôn cánh hồng, kiểu hồng cánh sen á, lưỡi nè. Mắt đậm nha. Rồi dê số 7 này giá 300 nhé mọi người. 300 dê số 7. Tiếp theo là em sang dê số 8 nha. Dê số 8 đây, giá là 300 luôn. Đây, dê này thì đây mọi người xem mầm.
đẹp mà rất là bự, lá cũng đẹp nữa, lá kiểu gân gân đẹp không, bóng loáng ha. Hoa đây mọi người, hoa cực kỳ dễ thương luôn nha. Hay không, là lạ lạ. Rồi về số 8 này giá là 300.000 nha mọi người, 300.000 về số 8. Rồi à, đang đi ngọn rất là mạnh nha. Rồi đây thì nó có hai dê nha mọi người, em bán cái dê đang hoa đây thôi nè, hoa con dê đây giữ lại. Rồi tiếp theo là sang dê số 9 nha. Dê số 9 đây giá là 300.000, hoa đây mọi người. À, nhìn đẹp không? Nhìn như cánh sen à, mắt đỏ đậm, rất là sai hoa nha. Rồi mầm gốc đây, gốc đang đi nha. À, xòe lá mướt hả. Rồi hoa đẹp hả. Rồi về số 9 này giá là 300.000 nha mọi người, 300.000 về số 9. Tiếp theo là em sang về số 10. Về số 10 thì nó chỉ có cái dê đang hoa này thôi nhé mọi người, còn một hai dê nữa thì em đang giữ em chăm thôi chứ không bán. Mọi người mua thì em sẽ bóc cái dê số 10 này riêng ra nha. Dê số 10 thì nó được một thân hoa nè, hai thân già với một thân một cái mâm gốc nè, đang đi rất là mướt nè mọi người thấy không. Rồi dê số 10 đây, 300 hoa nè mọi người. Đó, đẹp không? Này có nắng lên tí nữa là bao đẹp luôn. Dê số 10 giá 300. Rồi tiếp theo sang dê số 11. Số 11 đây đó, hoa cực kỳ dễ thương, mắt đậm nè mọi người, cánh cũng rất là bay nha. Rồi dê số 11 giá 300. Đây gốc kít này, mầm gốc đang đi khỏe đẹp nha. Rồi về đây nhé mọi người, mọi người mua thì em sẽ bóc cái dê này ra nha. Rồi về số 11 giá 300 nhé mọi người. Theo là em sang về số 12. Về số 12 là dê đang hoa đây nha. Đây hoa nè, đẹp không? Cánh hồng, mũi tim và hơi tuyết ở đầu mũi. Về số 12 giá 300. Đây thân lá cũng đẹp mọi người. Rồi đây à, mọi người mua thì em sẽ bóc dê này ra em gửi nha. Về số 12 giá 300. Tiếp theo là em sang dê số 13. Dê số 13 giá cũng 300 luôn. Đây mắt đỏ cực kỳ đỏ luôn nhé mọi người. À, mắt đỏ nè. Ồ đẹp không? Và cũng khá là sạch, hồng khá là sạch nha. Đây. Rồi dê 13 giá 300 nha. Nguyên dê nó đây mọi người. Nè, đó đang có kỳ và mầm gốc lên nè. Kỳ mầm gốc lên rất là nhiều nha. Rồi dê số 13 này giá 300.000. Tiếp theo là em sang về số 14. Về số 14 đây. Số 14 thì được hai cái thân, hai thân hoa nhé mọi người, hai thân hoa và một cái mầm gốc đây. Gốc lá nhìn lá trái tim đẹp mọi người, nhìn giống lá mít đó. Đây. Hoa nè. Đẹp chưa? Rồi rất rất dễ thương nha. Cánh tròn bầu. Đây, mắt nè. Rồi, về 14 giá là 300.000 nha mọi người, 300.000 về 14. Tiếp theo là về 15, 15 nè, mọc gốc đang đi, lá cũng cực kỳ đẹp mọi người nè. Lá xếp đều nhau, thằng này lớn lên tí nữa thân lá đẹp lắm. Về số 15 này thì giá là 300 nha. Đây hoa nè, hoa đang nở mọi người ha. Môi cong nè, môi tuyết và cong đẹp, mắt đỏ đậm ha. Như mắt trâu vậy. Rồi 15 giá là 300.000 nha mọi người, 300.000 về số 15. À, mầm gốc đẹp ha. Tiếp theo là em sang về số 16 nha. Đây 16, ô 16 được hai cái mầm gốc đẹp lắm mọi người ha. Mướt được luôn. Đây bạn nào muốn mua cái dê thiệt bự thì quất ngay về số 16 nha. Hoa đây mọi người, hoa mắt cua cũng dễ thương, đẹp ha. Mắt này khá là lạ. Đây hơi mờ mờ, mờ mờ và mắt nhỏ nhỏ nhỏ, có những đường xước nhỏ mọi người. Đẹp chưa? Rồi, giờ 16 giá 300 nữa. 300 thôi, đây. Mọi người thấy không? Dê hai mầm gốc luôn, đẹp. Rồi, tiếp theo là em sang dê số 17, giá còn 300 luôn nha. Đây, hoa nè mọi người.
Ồ, hoa kiểu mắt ướt mọi người. Đây, đọc không? Mắt tràn ra tới viên luôn nè. Đẹp nha. Mắt đỏ đậm, rất là đậm luôn ha. Rồi, giờ 17, giá là 300 nhé mọi người. 300 giờ số 17. Đây, nguyên về nó đây nha. Mầm gốc đây nè. Mọi người mua thì em sẽ nhổ ra nha. Lưu ý mọi người, lưu ý là mua thì em nhổ ra em đóng gói cho an toàn nha. Về các bác anh chị chăm lại rất dễ thôi. Trồng vào chậu vỏ thông này đó là phát triển mầm. Giờ số 17 giá 300. Tiếp theo là sang về số 18 nha mọi người. Về số 18 giá cũng 300 luôn. Đây, mắt nè. Đẹp chưa? Đỏ đậm. Wow, mắt quá đẹp ha. Mắt nhìn là lạ lạ quá ta. Rồi, về 18 giá 300 nha. Được hai mầm gốc luôn mọi người, hai mầm gốc luôn. Khỏe đẹp nha, rất nhiều thân già. Mắt là về 18 giá 300. Tiếp theo là em sang về số 19. Về 19 đây. Giá là 400 nha mọi người. Rồi, một cái dê rất là lớn, to dã man vất vả luôn mọi người. Đây nè. To chưa? Mọi người nhìn cái cân em cầm nè. Hoa thì bay vút mút chỉ luôn. Rồi, đây. Gốc quýt nè, đẹp chưa? Rồi, mầm gốc đang đi nha. Rồi, 19 giá 400 thôi. Hoa bay cực kỳ đẹp. Cánh bầu à. Đẹp chưa? Rồi, 19 giá là 400 nhé mọi người, 400 giờ 19. Rồi, sang tới giờ 20. Sang tới giờ 20 nha. 20 đây, giá là 500 nhé mọi người, 500. Rồi, mọi người có thể thấy là cái mầm gốc này được hai mầm gốc luôn. Rất là to, lá kiểu lá xoài bự đẹp nha. Rồi, nguyên bản luôn mọi người. Mọi người mua thì em sẽ cắt ngang đây nhé. Cắt ngang đây, gửi cái phần về này cho mọi người. Rồi, về số 20 giá 500. Hoa cũng đẹp nữa mọi người. Đó, hoa môi cong cong, kiểu môi tuyết nữa. Tuyết cong cong. Đây mọi người xem nè. Đó, đẹp không? Đó, môi tuyết cong, cánh hồng. Về 20 giá 500 nhé mọi người. 500 về 20, rất là to. Rồi, mọi người mua thì em sẽ cắt ngang đây, em gửi. Rồi, cái đây thì em đang trồng thêm một vài dê nữa, riêng nha. Rồi đây, đó, nguyên một dê quá bự, có 500 thôi. Tiếp theo là em sang dê số 21, giá cũng 500 luôn mọi người. Dê này gọi là cái dê siêu to khổng lồ luôn à. To lắm. Đây, dê 21 giá 500. Hoa đây mọi người. Hoa to không? Hoa rất là to luôn. Đây, mọi người nhìn tay em nè. Và có những cái đường uốn lượn rất là hay ở trên cái phần cánh hoa. Cong 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 cong. Như đường lượn sóng mọi người. Không, cái hoa nào cũng vậy. Có những cái đường như đường lượn sóng nè, rất là hay nha. Rồi đây, 21 giá 500, được hai mầm gốc rất là to. Mầm gốc nè. Mầm gốc nè. To đùng luôn ha. Rồi 21 giá 500. Tiếp theo là em sang về số 22, 22 là về giá 600.000 nhé. Giờ này to dã man khủng khiếp luôn mọi người. Rồi đây, được hai mầm gốc nè. To bự xòe ra như là hai cái cây gọi cây cổ thụ. Lá dài, dài dày lá. Xanh thẫm. Rồi, và đây cái vòi hoa của nó đây mọi người. Vòi hoa của nó đây nha, được một cái vòi hoa nè. Rồi về số 22 giá 600. Đây hoa rất là đẹp nha, hoa mắt bầm nè. Mắt bầm đậm và lan viền ra tới ngoài luôn mọi người. Mắt rất là đậm ha. Ok đậm luôn. Ha, đậm chưa? Đẹp nha, mặt hoa độc á. Rồi, về số 22 giá 600, mọi người mua thì em sẽ bóc ra cái dê này nha. Bóc dê này thôi, còn có một hai dê nữa thì nó là trồng riêng. Rồi. Và 22 cuối cùng sang dê số 23 là dê cuối cùng ngày hôm nay nha. 23 giá 700.000 mọi người. Đây. Được 1 2 3 4 cái thân già luôn và hai cái mầm gốc nè mọi người. Thấy không? Hai mầm gốc lên luôn, vẻ đẹp nha. Và thằng này đặc biệt một cái là mắt nè mọi người. Mắt kiểu hồng xước rất đẹp nha. Đây, để ra nắng tí cho mọi người xem cho nó rõ. Rồi, đây, mắt nè mọi người. Kiểu hồng xước mù nha. Không thấy mắt luôn à, đẹp chưa? Đúng kiểu hàng độc lạ nha. Nè, xước từ đầu tới cuối giống như là những cái đường mạch máu nha mọi người. Đẹp không? Đây nè, đó, rất là đẹp nha. Trong một đám thì có cái dê này là đặc biệt nhất á. Nè, không thấy mắt luôn phải không? Rồi.
về số 23 này giá 700 nha mọi người, về đây thôi nha, mua thì em sẽ bóc ra em gửi. Rồi em đã quay xong 23 giờ ngày hôm nay, thì mọi người thích mua hình nào cứ liên hệ tới số điện thoại em để cho tiêu đề nha. Mọi người liên hệ đại 0384 750258. Rồi hôm nay là những cái dê đang nở hoa rất là đẹp trong vườn em, thì chia sẻ cho các bác anh chị về chúng ta làm giống. Có được một cái loại lan rừng thuộc dạng quý hiếm bậc nhất hiện nay, chính là lan giả hạt nha. Và đặc biệt là xuất xứ từ khu vực rừng Hồng Tâm nữa, một khu vực rừng rất là nổi tiếng về các dòng lan rừng, đặc biệt là giả hạt. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người lưu ý là mọi người mua thì em sẽ bóc ra nha, và em đóng gói gửi cho bưu điện thì mọi người thanh toán lúc nhận hàng là được. Và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu nhé mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ạ.